chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác về vận mệnh cuộc đời tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Trong 5 năm tới, từ 55 đến 59 tuổi, bí mật làm điều này. Được bề trên ban phúc, nắm được thiên cơ, vận may liên tục kéo đến, đổi đời giàu to, càng già càng giàu, sống thọ cả đời, an nhàn hưởng phúc lớn bên con cháu. Có phước làm chủ thế gian, kém phước đành phải gian nan cuộc đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no. Canh Tuất thuận theo ý trời, bốn mùa sung túc êm đềm quanh năm, cửu long bao bọc cuộc đời, phúc lộc tràn trề như là biển khơi. Quý vị thân mến, vận mệnh và tương lai của một con người luôn là chủ đề bí ẩn, không chỉ các nhà tử vi học nghiên cứu và tìm hiểu, mà mỗi chúng ta ai cũng mong muốn được biết vận trình cuộc đời của mình sẽ hung cát ra sao, về già có giàu có sung sướng hay là nghèo khổ. Rất may là mới đây nhất các nhà tử vi học đã miệt mài nghiên cứu và luận giải chi tiết về tử vi trọn đời tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, tự quan chi cẩu. Các bậc thầy tử vi có chỉ rõ con giáp này tuổi trẻ có cuộc sống nhiều đau buồn, cuộc đời có nhiều rủi hơn may. Nhưng sóng gió hoạn nạn ập đến bất ngờ cũng chỉ là để thử thách tấm lòng của con giáp này mà thôi. Nếu như vượt qua được thì nắm lấy nhiều thắng lợi lớn lao vào thời kỳ trung vận. Khi đã trải qua chặng đường gian nan nhất thì cuộc sống của Canh Tuất mới thuận lợi hơn và nhận được nhiều phước lành. Đặc biệt từ năm 54 tuổi trở đi, vận tài lộc của tuổi Canh Tuất rất hanh thông, mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ thành công, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện. Tiền bạc dồi dào chất đầy két, con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình. Vậy, cụ thể vận trình tử vi trọn đời của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ diễn biến như thế nào? Từ 55 đến 59 tuổi sẽ xảy ra bước ngoặt nào? Canh Tuất cần chuẩn bị những gì và tránh xa ba việc nào để đón phúc an nhàn, tiền vàng ngập két, sống sung sướng đến cuối đời? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay nhé. Hé lộ tử vi trọn đời tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, từ 55 đến 59 tuổi cần tránh ba điều sau để hưởng phước ba đời, giàu có an nhàn, tiền vàng ngập két. Quý vị thân mến, người tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, thoa xuyến kim, trâm vàng. Tuổi Canh Tuất là người thông minh tài giỏi, rất tốt bụng lại không hề tham lam. Họ có tinh thần tập thể cao, họ thích hoạt động xã hội, con người hay nghĩ suy lo tính, tâm trạng ít khi được thư thái nhàn nhã. Người tuổi Canh Tuất bị điếu khách chiếu mệnh, nếu phúc ấm không dày thì họ có thể bị gặp tai họa một lần trong đời, nhẹ thì đỡ, nếu nặng thì đến phải mang tật. Họ thường thọ từ 70 đến 80 tuổi. Tuổi Canh Tuất được Phật A Di Đà hộ mệnh, Quan Âm ban phúc. Theo thuyết Phật giáo, nếu là trai thì tuổi trẻ bôn ba đây đó, tuy thông minh, tài giỏi, nhưng con đường làm giàu của họ lại không hề dễ dàng, mà phải trải qua nhiều gian nan, trắc trở. Thế nhưng họ không đầu hàng nghịch cảnh, mỗi một lần thất bại, họ lại học được những bài học quý giá. Khi bước vào giai đoạn trung niên, chính là lúc tuổi Canh Tuất gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi, tiền của về sau khá giả dư thừa, phúc tốt hưởng vinh hoa phú quý, lấy vợ môn đăng hộ đối, chính trực đoan trang, người được con đàn cháu đống, nhược bằng không thì họ cũng giỏi nghề, làm thợ, làm thầy, hưởng lộc thẳng ngay. Về tính cách, những người tuổi Canh Tuất thường là người chính trực, thành thực và có lòng chính nghĩa. Họ luôn làm việc trượng nghĩa giúp người và vì số đông để đòi hỏi công bằng, thành thật thẳng thắn với mọi người, không hống hách với người và cũng thích can thiệp bên vực người yếu thế, vui vẻ chia sẻ những buồn vui của mọi người. Vì thế người tuổi Canh Tuất thường rất gần gũi hòa thuận với mọi người. Nếu như bạn có một người thân là tuổi Canh Tuất, bạn sẽ thường xuyên có cảm nhận như sau. Khi bạn gặp hoạn nạn, bạn tìm đến và yêu cầu giúp đỡ, thậm chí chỉ cần gọi một cuộc điện thoại. Ban đầu người tuổi Canh Tuất sẽ đắn đo, nhưng sau khi biết sự nhờ vả là cần thiết, họ sẽ không ngần ngại dốc toàn bộ tâm sức để giúp bạn. Đôi khi người tuổi Canh Tuất còn xem trọng quyền lợi, lợi ích của người khác hơn chính lợi ích của mình, và đó chính là bản tính của những người tuổi Canh Tuất. Sở trường lớn nhất của những người tuổi Canh Tuất là làm việc hết mình, đầy lòng trách nhiệm, rất đáng tin cậy. Làm việc hay trong sự nghiệp không bao giờ bỏ gánh giữa chừng, và điều may mắn là sự nghiệp của những người tuổi Canh Tuất theo đuổi thường là cao thượng, có giá trị. Những người tuổi Canh Tuất là hóa thân của công việc nghiêm túc, trung thành với nghề nghiệp, vì thế trong công việc, thành tích của những người tuổi Canh Tuất rất cao.
Người tuổi Canh Tuất vốn tính lanh lợi, khả năng nhận thức trực giác đối tượng rất tốt, đôi khi chỉ cần một ấn tượng ban đầu là có thể nhận xét đối phương khá tinh tế. Đương nhiên nhận xét đó vẫn là dựa vào tư duy lý trí, đặc điểm đó vẫn được coi là một trực cảm linh mẫn, có khả năng nhận xét đúng sai, cong thẳng về sự vật trên cơ bản là rất chính xác. Nhưng khuyên bạn không nên quá tin vào khả năng trực giác đó, khiến mất đi những mối quan hệ với đối tượng thực sự tài năng và trí tuệ, nhưng lại có thói quen giờ câm, giờ điếc, cần phải nhận xét một cách nghiêm túc về những người tuổi Canh Tuất. Chỉ cần bạn nhìn qua một vài lần họ và những người khác nảy sinh xung đột sẽ hiểu ngay vấn đề. Khi mà người tuổi Canh Tuất nhận định người khác xúc phạm đến danh dự hay xâm hại đến lợi ích của họ, họ nhất định sẽ dũng cảm chiến đấu đến cùng, quyết không lùi bước. Không có bất kỳ cách gì cản trở họ. Đương nhiên điều đó chỉ có thể xảy ra khi có người hãm hại họ và những người thân trong gia đình ở mức độ nghiêm trọng, kích thích uất ức cao độ. Còn bình thường trước các đối thủ công việc khi phải tiến hành đàm phán, họ cũng thường dùng những lý lẽ hết sức nghiêm ngặt và vô cùng logic để giành chiến thắng. Khi những người tuổi Canh Tuất nảy sinh xung đột với người khác, các phương thức thường là công khai, không bao giờ họ sử dụng những phương thức có tính ám toán. Những người tuổi Canh Tuất có thể làm các công việc như trong quân đội, có thể làm một giáo viên giỏi, một luật sư tài năng, một thẩm phán anh minh, một thầy thuốc giỏi, hoặc một nhà quản lý vận tải, nhưng hợp nhất vẫn là một công tố viên hay những kỹ sư công nghệ điện tử, những nghề mà cần một khả năng nhẫn nại nhất định là thích hợp nhất. Các cô gái tuổi Canh Tuất rất nhiệt tình trong giao tiếp, dung mạo xinh đẹp. Những người tuổi Canh Tuất trong những phụ nữ trưởng thành thường có khả năng tư duy rất tốt, thích đẹp nhưng ăn mặc lại rất chất phác, thích mặc những loại quần áo rộng bằng các chất liệu mềm thoáng. Khi họ tức giận thì đứng ngồi không yên. Phần lớn những người phụ nữ tuổi Canh Tuất rất biết quan tâm chăm sóc người khác, vui vẻ hợp tác cùng mọi người và có thể hay đứng ra làm chứng những việc mà không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân họ. Họ là những cô gái thích nhảy múa, bơi lội hay những hoạt động ngoài trời. Họ là người bạn gái, con gái tốt của chồng. Nguyên nhân chủ yếu để họ làm được điều đó là không can thiệp thái quá vào công việc của người khác, nhưng lại vui vẻ lắng nghe người khác khác trình bày quan điểm. Phụ nữ tuổi Canh Tuất khi đối xử với người khác thể hiện đức tính luôn hòa hợp, vui vẻ, nhẹ nhàng, tiếp cận và hòa đồng trong tình hữu nghị của mọi người. Khi bạn tiếp xúc với phụ nữ tuổi Canh Tuất, có thể đến thăm nhà của họ, cùng họ uống trà nói chuyện, ngược lại có thể mời họ đến nhà bạn chơi. Trong các quan hệ bình thường có thể dần dần hiểu nhau, vui vẻ cùng nhau, kết bạn chân thành. Bạn phải nhớ rằng, ở đâu đó trong tiềm thức những người tuổi Canh Tuất luôn tiềm ẩn tính cảnh giác, vì thế trong quan hệ bạn tuyệt đối không được hấp tấp vội vàng. Phương thức tốt nhất là tuân thủ từng bước dần dần đẩy sâu mối quan hệ. Khi bạn đã có được niềm tin của cô gái tuổi Canh Tuất, trở thành người bạn tri âm, tri kỷ, dù sau đó bạn có thể gặp bất cứ hoàn cảnh nào, phá sản hay phát tài, họ cũng không bao giờ quay lưng thay đổi tình bạn. Rất ít phụ nữ ở các tuổi khác có thể bị được tính chân thành, trung thực với các cô gái tuổi Canh Tuất. Những người con trai tuổi Canh Tuất là những người có khí phách sung mãn. Khi người tuổi Canh Tuất lâm vào những hoàn cảnh bất khả kháng, họ cũng rất khéo thông qua ý kiến của mình để tác động đến người khác. Bởi vì những đáy lòng, làm việc rất nghiêm túc, những việc được người khác giao phó, chỉ cần những việc nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khuyết điểm của con trai tuổi Canh Tuất là kém sức nhẫn nại. Về phương diện tình cảm thì người tuổi Canh Tuất kém người tuổi Ngọ, tuổi Dần, có thể thả mình trong những mối quan hệ nồng nhiệt. Những người tuổi Canh Tuất có thể trầm mặc âm thầm yêu thương người mình thương yêu và luôn quan tâm chăm sóc ở những phương diện khác. Con trai tuổi Canh Tuất đặc biệt rất khó tin tưởng người khác, nhưng khi đã tin tưởng rồi thì họ không bao giờ tiết giảm niềm tin đó. Niềm tin đó đối với bạn bè họ thể hiện ở chỗ, nếu bạn vô tình xúc phạm đến những người bạn của người tuổi Canh Tuất, bạn sẽ lập tức được chứng kiến phản ứng của những người tuổi Canh Tuất. Những người tuổi Canh Tuất sinh về đêm thường nóng tính hơn những người sinh ban ngày, họ thường dễ sinh xung đột với người khác. Những người tuổi Canh Tuất dù sinh vào bất cứ mùa sinh nào cũng thường được thuận lợi trong cuộc sống, cả đời không mấy khi phải rơi vào hoàn cảnh đói ăn, thiếu mặc. Nói chung, những người tuổi Canh Tuất rất đáng được kết bạn, bởi vì họ là những người chân thành, thẳng thắn. Cuối cùng xin nhắc bạn một điều, người tuổi Canh Tuất luôn cảm thấy khó hiểu với tính cách của những người tuổi Dậu, dễ mâu thuẫn nhất và mất niềm tin nhất đối với những người tuổi Thìn. Đối với những người tuổi Ngọ, Tỵ, Thân, Hợi và cả những người tuổi Canh Tuất khác có thể đôi khi nảy sinh mâu thuẫn,
nhưng đó chỉ là những va chạm nhỏ, không ảnh hưởng gì đến quan hệ. Mong rằng những người tuổi Canh Tuất có thể khắc phục được những nhược điểm của tính cách. Thế giới này luôn luôn nhiệt tình hoan nghênh được kết bạn với những người như bạn. Theo luận đoán tử vi trọn đời 12 con giáp, nhìn chung cuộc đời tuổi Canh Tuất là tốt, an nhàn, sung túc về già, hưởng nhiều lộc con cháu, được phước đức từ tổ tiên. Cụ thể diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Từ 20 đến 25 tuổi, năm 20 tuổi, năm này bạn có nhiều lo buồn cho số phận, năm tình cảm có uẩn khúc đau lòng. Năm 21 và 22 tuổi, hai năm này gặp nhiều may mắn trong cuộc đời, tài lộc dồi dào, tình cảm vượng phát. Năm 23 và 24 tuổi, hai năm này có nhiều tốt đẹp về việc làm ăn, cũng như về tài lộc. Năm 25 tuổi, khá được việc, có thể làm ăn gặp nhiều may mắn. Từ 26 đến 30 tuổi, 26 tuổi, năm xấu, không được tốt lắm về đường tài lộc, cũng như về việc làm ăn. Năm 27 và 28 tuổi, năm này cẩn thận việc giao dịch hay đi xa, có thể làm ăn nhỏ được. Năm 29 và 30 tuổi, năm này không được tốt, bổn mạng có phần yếu kém. Từ 31 đến 35 tuổi, năm 31 tuổi, không được hay đẹp lắm, tài lộc khiếm khuyết, việc làm ăn có phần khó khăn, nên nhịn nhục thì tốt. Năm 32 và 33 tuổi, hai năm này nên cẩn thận sẽ có đau bệnh, hay gặp cảnh bực mình. Năm 34 và 35 tuổi, hai năm này khá tốt đẹp, có hoạch tài. Từ 36 đến 40 tuổi, thời gian này việc làm ăn bình thường, gia đình yên ấm, không việc gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời, coi chừng có bệnh đại nạn. Từ 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi, được khá tốt, 42 tuổi, được trung bình, 43 tuổi, hai năm này kỵ đi xa, năm 44 tuổi, phát đạt tài lộc, năm 45 tuổi, được tốt. Từ 46 đến 50 tuổi, bổn mạng yếu kém, tài lộc có phần sa sút, nên cẩn thận việc làm ăn, cũng như về vấn đề tài lộc vào những năm này. Từ 51 đến 54 tuổi, khoảng thời gian này có nhiều may mắn trong cuộc đời, gia đình và sự sống được sung túc, nên cẩn thận về việc tiền bạc, hay có sự buồn lo cho gia đình vào số tuổi 54 trở đi. Tổng quan vận trình Canh Tuất sinh năm 1970, diễn biến từ 55 đến 59 tuổi. Vốn dĩ mệnh số của những người tuổi Canh Tuất là người luôn ôm giữ mộng tưởng về sự giàu có bậc nhất bản thân. Nếu nói về số mệnh giàu sang, thì tính chủ tuổi Canh Tuất này chỉ có 3 phần. Chính vì vậy Canh Tuất thường khá chật vật trên con đường chinh phục sự giàu sang của mình. Thường thì Canh Tuất sẽ trở thành tỷ phú khi đã ở độ tuổi trung niên. Thế nên Canh Tuất thường có tâm lý than thân trách phận, trách ông trời không công bằng, vì bắt Canh Tuất phải mất quá nhiều thời gian trong cuộc đời mới có được cuộc sống giàu sang mà Canh Tuất khát khao bấy lâu như vậy. Từ 55 đến 59 tuổi là lúc Canh Tuất biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời, còn gọi là số mệnh, từ 55 tuổi trở đi biết mệnh trời. Canh Tuất từ 55 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín mùi trong cuộc đời, lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Canh Tuất sau 54 tuổi, hiểu biết hơn về xã hội, nên càng thấu hiểu bản thân hơn, tính chủ học được cách thản nhiên đối mặt với mọi việc. Không oán trời, không trách người, không lười nhác, đa số Canh Tuất đều có tính tình tương đối cẩn trọng và chu đáo. Đặc biệt là Canh Tuất người này cũng rất có tài trong việc lãnh đạo, giữ chức quản lý rất tốt. Hơn thế nữa, Canh Tuất còn khiến cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ. Bởi sự sáng tạo, ý tưởng độc đáo và tháo giác trong mọi chuyện của mình, tính chủ được rất nhiều người yêu thương và quý mến. Đồng thời, Canh Tuất cũng có sự nhạy cảm nhất định bên trong tính cách của mình, bản mệnh rất dễ nắm bắt được tâm lý của người khác, và khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn khi ở bên mình. Chính nhờ điều này đã khiến cho Canh Tuất nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, cũng như giúp đỡ từ người khác. Canh Tuất chính là con giáp có khả năng đổi vận nhờ quý nhân tương trợ và giúp đỡ. Nếu như Canh Tuất biết cách nắm bắt cơ hội mà quý nhân đem lại, thì hứa hẹn sẽ có một tiền đồ vô lượng, khiến cho nhiều người phải đỏ mắt ghen tị. Từ năm 55 tuổi, lưu lộc tồn đến Canh Tuất, vận trình công việc của Canh Tuất sẽ ngày càng phát đạt và tăng tiến không ngừng nghỉ, nhiều khi thuận lợi đến mức khiến bản thân tính chủ cũng cảm thấy bất ngờ. Từ 55 đến 59 tuổi có thể chia làm hai giai đoạn. Từ năm 55 tuổi cũng là lúc Canh Tuất có được những thắng lợi, thành quả,
đồng thời có thể thay đổi cuộc sống, thay đổi thu nhập. Quý nhân dẫn đường chỉ lối, giúp bản mệnh có được tài lộc. Công danh đều rực rỡ và tỏa sáng. Canh Tuất vốn nhiệt tình, làm việc gì cũng rất nỗ lực và đầy trách nhiệm. Chính điều này giúp cho bản mệnh gặt hái được nhiều trái thơm sau những tháng năm dài cố gắng. Theo tử vi 12 con giáp thì Canh Tuất luôn tràn đầy nhiệt huyết. Từ 55 đến 59 tuổi đã ấp ủ rất nhiều dự định, kế hoạch để có được thành công, nắm bắt những cơ hội mới để bứt phá, giai đoạn mới, thời vận mới, với những mối quan hệ hợp tác mới, thu nhập mới, sự nghiệp vươn lên một tầm cao mới. Giai đoạn này cũng là lúc vận số của Canh Tuất hanh thông, thuận lợi hơn và có những bước tiến suôn sẻ hơn. Theo vận số cuộc đời, Canh Tuất tạo năng suất và hiệu suất làm việc rất tốt, phải nói là vô cùng tốt, khiến người khác kinh ngạc. Tính chủ đã có một quá trình chuẩn bị khá dài hơi, nên chỉ cần thời cơ tới, vận khí tốt thì lập tức Canh Tuất sẽ dễ dàng đạt được thành công mỹ mãn. Hầu bao của Canh Tuất lúc này cũng sẽ rủng rỉnh. Khi may mắn gõ cửa, bản mệnh không chỉ thuận lợi trong các lĩnh vực đầu tư mà còn dễ trúng giải thưởng, thu được những khoản lợi nhuận bất ngờ, nằm ngoài dự đoán. Hơn nữa, trong giai đoạn này, Canh Tuất dù gặp phải khó khăn thách thức như thế nào thì đều rất lạc quan, nhiệt huyết. Ngoài ra, tính chủ cũng là con giáp tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ ai đó nếu họ gặp khó khăn. Những việc tốt mà Canh Tuất làm sẽ tích phúc tích đức cho gia đình, bản thân, giúp họ thu hút được nhiều năng lượng tích cực và vận may mắn hơn. Giai đoạn từ 55 đến 59 tuổi, vận khí của bản mệnh sẽ được cải thiện, vận trình hanh thông, những khó khăn đều được dàn xếp và tháo gỡ. Với những Canh Tuất đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có thể gặt hái cho mình nhiều thành tựu, nhờ vào sự kiên trì, chăm chỉ và bền bỉ của bản thân, tài sản tiền bạc tích lũy được cũng vô cùng lớn, nhà rộng xe sang, đất đai đủ cả. Về phương diện công việc, nhờ có khả năng thăng tiến, thu nhập kha khá, gia đình vui vẻ hòa hợp, không cần phải bận tâm đến vấn đề tiền bạc. Vốn dĩ trời sinh ra Canh Tuất đã được sở hữu tố chất tâm lý vững vàng, suy nghĩ tích cực, ổn định. Họ luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh áp lực. Tính chủ cũng rất thực tế, cần kiệm chậm chắc tiến lên. Trong 20 năm này, vận may của bản mệnh sẽ kéo dài từ đầu đến cuối. Canh Tuất nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, khởi đầu thế thời mới, với vận trình công việc làm ăn, kinh doanh, sự nghiệp thăng hoa, ngày càng phát triển đi lên. Bản mệnh có thể mở rộng quy mô kinh doanh, quy mô đầu tư, buôn bán, làm ăn của mình để gia tăng thu nhập. Nhìn lại năm 2023, đây là giai đoạn bước đệm, nền móng để năm 2024 đánh dấu bước ngoặt, sự thịnh vượng và đổi đời của Canh Tuất. Một khi thần tài đã gõ cửa thì Canh Tuất làm gì cũng sẽ hanh thông suôn sẻ hơn. Trời sinh Canh Tuất vốn đã có số phú quý và quyền lực rồi, sau những chuỗi thời gian vất vả thì tính chủ nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Đồng thời, vận khí và phúc khí sẽ củng cố sự nghiệp ngày càng vững vàng hơn cho tuổi Canh Tuất. Tính chủ sẽ phát tài phát lộc, có được sự thịnh vượng trong 2 năm này. Canh Tuất có nhiều cơ hội để thăng tiến, lương thưởng tăng tiến, thu nhập ngày càng được cải thiện và bước vào thời kỳ đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Nhận về được một khoản thu nhập phải gọi là không phải dạng vừa đâu. Đặc biệt trong 2 năm tới này, Canh Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, kết nối được nhiều mối quan hệ và được thêm nhiều quý nhân nâng đỡ. Nhờ vậy bạn sẽ có sự thuận lợi hơn trong việc thực hiện ước mơ của mình. Chúc tính chủ đón một giai đoạn mới phúc lộc đầy nhà, gia đình vui vẻ. Từ 55 đến 59 tuổi, Canh Tuất đã sống quá nửa cuộc đời rồi. Nếu mà chưa thấy rõ chân tướng của sự tình, không khống chế được cảm xúc của mình thì chỉ khiến người ta chê cười mà thôi. Do đó, nửa đời sau, hãy thu cái phẫn nộ của mình lại, làm một người tâm bình khí hòa. Canh Tuất đến tuổi 56, con cái cũng trưởng thành rồi, cần phải buông tay rồi. Nhưng nhiều Canh Tuất không buông tay được, vẫn thường trách con cái, ham muốn kiểm soát con cái như thế này, khiến cả nhà đều nhọc tâm khổ tứ, thậm chí thân tâm mệt mỏi. Nơi công sở Canh Tuất cũng đã kịch trần rồi, thế nên cần dần dần rút ra khỏi cương vị. Tuy nhiên nhiều người vẫn yêu thích quyền lực, vẫn hy vọng mình ở ngôi vị cao, vẫn không ngừng nghĩ tranh giành với người. Sang tuổi 55, từ thức tỉnh lớn nhất của Canh Tuất chính là buông bỏ tranh chấp, biết buông bỏ, thay vì tranh giành mọi thứ, tốt hơn hết là nên thực sự rút lui. Khi Canh Tuất đã qua cái tuổi 54, nhớ lại những thời gian mà mình đã trải qua thì sẽ phát hiện ra mình quả thực rất nỗ lực mà vẫn còn tức giận thì chính là lòng tham vô đáy.
chính là trái với tâm nguyện nỗ lực ban đầu của Canh Tuất. Nếu chẳng phải gì để nửa đời sau an nhàn, hạnh phúc, thì việc gì Canh Tuất phải nỗ lực? Phúc khí giống như làn gió xuân, chỉ khi Canh Tuất tỉnh tâm lại, để mặc gió lướt nhẹ trên da thịt, thì mới cảm nhận được. Phúc khí giống như tia nắng, khi Canh Tuất mở rộng tấm lòng đón nhận nó, thì mới thấy ấm áp cõi lòng. Phúc khí không phải là Canh Tuất sở hữu nhiều hơn người khác, mà là mỗi ngày tính chủ lại vượt qua chính mình của ngày hôm qua. Nghĩ rõ ràng rồi, thì phúc khí sẽ dừng lại trong mệnh của Canh Tuất. Một khi Canh Tuất tức giận, đưa ra bất kỳ quyết định gì thì cũng là sai lầm. Bởi vì khi tức giận đánh mất lý trí, không nghĩ đến hậu quả, cũng không xem xét các nhân tố trên các phương diện. Người ta nói, đời người như cuộc cờ, nghĩ một nước đi một nước đó là kẻ bất tài, nghĩ ba nước đi một nước đó là người bình thường, nghĩ mười nước đi một nước đó là người trí tuệ. Canh Tuất từ giai đoạn 55 đến 80 tuổi thì sẽ trải qua rất nhiều sự tình, nắm bắt được quy luật phát triển của rất nhiều sự tình. Nếu có thể sử dụng đầy đủ những kinh nghiệm này thì đó chính là người trí tuệ. Qua tuổi 54, tức giận chẳng có tác dụng gì, thế nên Canh Tuất hãy biến tức giận thành trí tuệ thì mới hữu dụng. Với bao sóng gió, từ 54 đến 80 tuổi Canh Tuất ngẫm lại mới thấm, thì ra không tức giận thì khỏe mạnh. Một người khi tức giận thì ăn không ngon, ngủ không yên, đi không thuận, nhìn không xuôi, quả khí thiêu đốt trái tim, thì sao có thể không sinh bệnh? Chúng ta ai cũng thường nói, sức khỏe là tài sản lớn nhất, nhưng làm thế nào để bảo vệ sức khỏe thì lại không dụng tâm suy nghĩ, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, không biết dưỡng sinh. Dưỡng sinh thực sự là có một tâm trạng tốt, ăn cơm thô, uống trà nhạt, vui vẻ cười cười nói với mọi người. Bí quyết dưỡng sinh được đúc kết rằng, người ta tức giận mình không tức, tức khí sinh bệnh chẳng ai thay. Qua tuổi 54, Canh Tuất cần học được một số phương pháp không tức giận. Khi tính chủ tức giận thì thay đổi vị trí suy nghĩ, thấu hiểu đối phương, ép mình bình tĩnh lại 3 phút, đếm từ 1 đến 100, chuyển rời sự chú ý. Bình thường Canh Tuất nên đọc sách nhiều, tăng thêm trí tuệ ứng phó cuộc sống, làm người cần thiện lương, học cách dùng đức báo oán. Qua tuổi 54, những năm tháng còn lại của cuộc đời, Canh Tuất hãy tận hưởng thành quả đã phấn đấu nửa cuộc đời, vui vẻ sống tốt mỗi ngày. Đừng lãng phí nữa, tính chủ tức giận, người ta có thể xin lỗi, nhưng sức khỏe của tính chủ suy sụp thì không ai giúp gì được, và cũng không hồi phục bởi có được lời tạ lỗi. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa có lý, tức giận và sức khỏe, thì Canh Tuất sẽ không tức giận nữa. Tiếp theo là vận mệnh của anh chị tuổi Canh Tuất theo tháng sinh âm lịch. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân, người này vẫn chịu ảnh hưởng từ năm trước đó, tâm tính mềm mỏng, trọng tình cảm, nhìn chung thì cuộc đời không phải trải qua đại hạn, tai nạn gì lớn, bình an cho đến cuối đời. Những năm đầu đời, cuộc sống không được như ý, cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện số mệnh. Sức khỏe tốt là người thật thà, chân thành, có thể dựa vào chính sức mình mà làm nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, sẽ mất nhiều thời gian hơn những người có chỗ dựa vững vàng. Người này được cha mẹ bao bọc nhiều, nên không có chí tiến thủ, không có nhiều mong muốn gây dựng sự nghiệp, chỉ muốn sống ổn định, không quá vất vả. Người này thích hợp làm giáo viên, biên tập, nhân viên kỹ thuật. Trong chuyện tình cảm, dù là nam hay nữ, thì người này cũng rất nghiêm túc. Họ thích tình yêu nhẹ nhàng, êm ái, không thích bị đắm chìm trong cuộc tình bỗng cháy, là người theo mẫu khá truyền thống. Khi theo đuổi tình yêu, cũng phải chờ tới khi thời cơ chín muồi mới hành động. Tuy nhiên, người này không đủ tinh tế để nhận biết tình cảm của đối phương. Nếu yêu người bằng tuổi, sẽ dễ sinh mâu thuẫn. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết Kinh Trập, người này gan dạ, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, có đôi khi họ bị nhận xét là tự cao tự đại và không xem ai ra gì. Nếu xét về tiếng xấu thì người này hay bắt nạt, ức hiếp người khác, làm vui nhếch miệng, mọi chuyện đều muốn tốt cho mình. Song nhìn từ khía cạnh khác, đây là con người hướng ngoại. Một khi đã đặt ra mục tiêu làm gì thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn. Sống lạc quan, vui vẻ, nhân duyên tốt, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Người này có sự nhạy bén mà không phải ai cũng có được, có trực giác và khả năng phán đoán rất chuẩn, là vũ khí tốt để họ đi tới thành công, được quý nhân phù trợ, con đường phía trước hanh thông,
thuận lợi hơn gấp nhiều lần. Có điều, cũng có lúc người này trở nên chủ quan, khinh địch, dẫn tới thất bại, tin người quá mức, không có kế hoạch rõ ràng cho những việc cần làm, nên thường thất bại, mặc dù đã bỏ nhiều công sức ra trước đó. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch trùng với tiết Thanh Minh, người này thông minh, có bề ngoài hấp dẫn, đa tài, đa nghi, cuộc sống hạnh phúc tự do tự tại. Người tuổi này khá giỏi và có khả năng kiếm tiền tốt, song lại khá nóng tính, dễ làm mất lòng người khác, tổ nghiệp phúc mỏng. Mọi chuyện phải dựa vào chính sức mình, là người thích dùng đầu óc để làm việc, được bạn bè, anh em giúp đỡ, sự nghiệp cũng nhờ thế mà dễ thành công hơn. Người này phân biệt rạch ròi giữa lý tưởng và hiện thực, không sống quá mơ mộng. Tiền phong họ là người có tài về văn hóa nghệ thuật, cũng rất nhiệt tình với bạn bè, thích hợp làm nghề kiến trúc sư hoặc những công việc trong ngành dịch vụ. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết Lập Hạ, người này có các tinh tử di chiếu mệnh, là người đại phú đại quý, cả đời cơm no áo ấm, chẳng phải lo phiền. Người này không có nhiều tham vọng, cũng không có chí hướng gì to lớn, chỉ muốn cuộc sống ổn định, an nhàn. Di sản tổ tiên để lại không nhiều, nhưng được cha mẹ yêu thương, anh em hết lòng giúp đỡ, nên cuộc sống của người này khá thoải mái. Tính tình người này khá hòa nhã, sống chân thành, không phải trải qua sóng gió gì lớn. Họ thích nói đạo lý, hay tìm tòi, học hỏi, có sự tự tin cao. Người này khá hoạt ngôn, biết cách nói chuyện để khiến người khác cảm thấy thoải mái. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết Mang Trùng, người này được đại các tinh phù trợ, vận tài lộc vượng, hậu vận an nhàn. Đây là người tính tình thẳng thắn, chăm chỉ làm việc. Họ ham học hỏi và hiểu biết rất nhiều, không vì lợi lộc mà làm chuyện xấu. Từ nhỏ gia đình đã có điều kiện, nên cuộc sống khá tốt, trung niên sự nghiệp thành đạt, tài lộc dồi dào. Người này có đầu óc linh hoạt, thân thiện, hòa đồng, chân thành với mọi người. Song nhìn từ mặt khác, đây là người giỏi ăn nói, biết dùng lời nói để nịnh bợ, mua chuộc các mối quan hệ để có lợi cho mình. Thường hay tươi cười, nhưng tâm tư sâu xa khó lường. Người này không thích hợp làm lãnh đạo, mà có duyên làm thư ký hay những công việc có tính chất tham mưu, góp ý cho sếp. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người này thông minh, cơ trí, có tài ứng biến, song ăn nói thường thiếu suy nghĩ so với những người khác. Bước khởi đầu trong đời khá thuận lợi, tuổi trẻ được cấp trên và trưởng bối nâng đỡ, đề bạt, nên được đảm nhận nhiều trọng trách lớn, dám nghĩ, dám làm, có lý tưởng, có chí hướng. Song họ có thể sẽ đánh mất cơ hội phát triển của mình nếu trở nên tự cao, tự đại, không biết sống khiêm nhường. Họ là người ham xê dịch, thích du lịch, thích sống cuộc sống hào thoáng, nên chi tiêu thiếu kiểm soát, dễ rơi vào cảnh túng thiếu. Bạn bè tuy nhiều, nhưng không mấy thân thiết. Người này lòng tự trọng cao, nên hiếm khi vay mượn, cũng chẳng tích lũy được gì. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trùng với tiết Lập Thu, có dịch Mã động tinh chiếu mệnh. Người này tiền bạc không thiếu, nhưng phải bôn ba khắp chốn. Người này tính tình không cương, không nhu, không có tâm cơ, làm gì cũng có đầu, có cuối, song không được nhờ cậy gia đình nhiều, tiền vận vất vả, phải khổ tâm lao lực, gây dựng sự nghiệp. Đến tuổi 35, 36 tuổi thì sẽ hoàn thành nguyện vọng. Khi 40 tuổi, mọi sự hanh thông, đến 50 tuổi sẽ ổn định cuộc sống, tài lộc không phải lo nghĩ. Là người có tài, có trí, không khuất phục trước khó khăn, đi tới đâu cũng được trọng dụng. Nữ mệnh khó giữ bí mật, nam mệnh là người hiền lành, vui vẻ, đa sầu đa cảm, đường tình đào hoa vô số, song vì thiếu nhẫn nại mà khó tìm được ý trung nhân, dễ kết hôn muộn. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trùng với tiết Bạch Lộ, người này thông minh, tài giỏi, được nhiều người ngưỡng vọng, được cha mẹ giúp đỡ nhiều, ra ngoài có quý nhân tương trợ, nên bước đường tương lai cũng thuận lợi hơn nhiều. Sự nghiệp phát triển nhanh chóng, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, cả đời không bao giờ phải lo túng thiếu. Nếu theo con đường chính trị thì tiền đồ vô lượng, có địa vị cao và vững vàng. Tuy nhiên, tính cách người này có phần bốc đồng, dễ bị kích động,
thiếu suy nghĩ mà làm chuyện đắc tội với người khác. Điều này có thể ảnh hưởng ít nhiều tới sự nghiệp. Người này sống khá lý trí và khắt khe với người khác, bản tính hay suy nghĩ thường lên kế hoạch hơn là hành động. Thích hợp làm công việc hậu cần, họ thường tính toán quá nhiều mà thiếu quyết tâm và dũng khí, nên nếu làm công việc tiền phương thì dễ thất bại. Khi đối mặt với kẻ địch, mỗi khi gặp phải khó khăn, trở ngại là dễ nản lòng, không có ý chí chiến đấu tiếp. Tuy nhược điểm không ít, nhưng nhờ sự chu đáo, tỉ mỉ nên họ hoàn toàn có thể xoay ngược thế cờ. Họ được nhiều người yêu quý cũng là nhờ ưu điểm này. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết hàng lộ. Người này được qua cái cát tinh trợ mệnh, cuộc đời phú quý. Tuy nhiên, tài lộc không phải lúc nào cũng dồi dào. Tính tình cương nghị, quyết đoán, tài hoa trí tuệ hơn người, có lý tưởng, có chí hướng rõ ràng, được quý nhân giúp đỡ. Nếu theo nghiệp quan trường thì có thể gây dựng được sự nghiệp to lớn. Tuy nhiên, cũng chính vì tính cách quá cứng rắn nên sẽ phạm phải sai lầm lớn trong công việc. Cả đời họ sống thanh bạch, không coi trọng tiền tài, địa vị cao, nhưng chẳng hề khoe mẽ, cũng chẳng có nhiều tiền bạc trong tay. Thích hợp làm công việc nghiên cứu, đầu tư. Đây là người có tư tưởng cởi mở, thích khám phá những điều mới lạ, yêu ghét phân minh nhưng lại không giỏi ăn nói. Họ không quen đè nén cảm xúc, có chuyện gì cũng thể hiện ra, nên dễ đắc tội với người khác. Người này dễ sa đà vào chuyện rượu chè, thích uống rượu nhưng vẫn biết điểm dừng, trí nhớ cực kỳ tốt, hiếm khi quên chuyện gì. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm là tiết lập đông. Người này thẳng thắn, có tài, yêu công việc. Họ không được cha mẹ, anh em giúp đỡ nhiều, tổ nghiệp phúc mỏng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, có khả năng kiếm tiền tốt. Thế nhưng lại không biết cách giữ tiền, giỏi ăn nói, giao tiếp xã hội tốt, biết phân biệt bạn tốt, bạn xấu, là mẫu người hành động. Vận mệnh cuộc đời không đến nỗi nào, từ khi còn trẻ đã thành danh. Theo tử vi trọn đời, nữ mệnh đào hoa cực dượng, đi tới đâu cũng có người yêu kẻ mến. Song người này dễ bị hiểu lầm là hay lo chuyện bao đồng mà đắc tội với người. Trong cuộc sống hàng ngày, người này rất giản dị, không quá coi trọng vật chất, tuy nhiên khí chất hơn người. Có thể thấy đây là người cao sang, quyền quý. Đối tượng kết hôn của họ cũng thường là xuất thân từ gia đình danh giá. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trùng với tiết đại tuyết. Người này tính tình nóng nảy, mồm nhanh hơn não, dễ đắc tội với người khác. Họ có tài thực sự, không sợ hãi trước cường quyền, làm gì cũng có trước, có sau, là người bao dung, độ lượng. Tuy nhiên, tài lộc của người này không nhiều, anh em người thân không giúp đỡ được mấy, phải tự dựa vào chính bản thân mình. Càng đi xa thì càng dễ lập nghiệp. Tới 27, 28 tuổi sẽ gặp nhiều may mắn, khi tuổi 49 dễ gặp chuyện nguy hiểm. Người này có nhiều tham vọng và có óc quan sát tốt. Đây vừa là ưu điểm, cũng vừa là khuyết điểm. Trong chuyện tình cảm, dễ sinh lòng nghi kỵ, ghen tuông, gây tổn thương cho cả đôi bên. Thiếu sự quyết đoán khi đứng trước tình yêu, vì thế dễ lỡ mất lương duyên. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức tháng chạp, là tiết tiểu hàn. Người này mệnh vinh hoa phú quý, hưởng hết mọi hạnh phúc trên đời, cha mẹ nâng đỡ, quý nhân phù trợ, trong gia đình ai ai cũng xuất sắc. Vì thế người này không cần phải quá vất vả, cũng có được những gì mình muốn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ ỷ lại. Người này vẫn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình. Chưa tới 40 tuổi đã gian danh bốn bể, tài lộc đầy nhà. Trong tình yêu, chỉ cần phát hiện được mục tiêu là họ sẽ hết lòng theo đuổi, dễ rơi vào lưới tình đến mù quáng, đánh mất lý trí. Quý vị tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thân mến, Đức Phật nói rằng có 5 điều giúp cho con người có được hạnh phúc trong đời này. Trước tiên là phải chăm chỉ cố gắng, nâng cao hiệu quả làm việc, hăng hái và mạnh mẽ trong nghề nghiệp của mình, và phải hiểu biết rõ nghề nghiệp của mình. Thứ hai, phải biết gìn giữ bảo vệ nhân duyên của cải, làm sao có được một cách chân chính. Thứ ba, phải có bạn bè tốt, bạn hiền bạn trí để giúp đỡ khuyên bảo mình đi theo đường thiện, tránh xa điều ác. Thứ tư, phải tiêu xài tiền bạc một cách hợp lý, đúng đắn, không nên tiêu xài quá nhiều,
mà cũng không nên quá ít. Keo kiệt có nghĩa là không nên hà tiện để tích trữ tài sản như của núi, nhưng cũng không nên tiêu xài hoang phí. Nói cách khác là nên tiêu xài hợp lý trong giới hạn những điều kiện mình có được. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất là hãy sống lương thiện, yêu thương mọi người. Con người ai cũng có phần ích kỷ trong mình. Song con người cũng là giống loài biết tư duy, nghe Phật dạy làm người. Lương thiện là việc không cần cố gắng tiết chế tính ích kỷ của mình. Lòng lương thiện sẽ mạnh lên. Người có tấm lòng lương thiện, luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người vì bản thân mình muốn thế sẽ luôn được mọi người yêu mến. Bản thân họ sau mỗi hành động tốt đẹp lại tích thêm được một phần công đức. Ông trời chẳng phụ người có công, đương nhiên họ sẽ gặp được phúc lành. Sống lương thiện, hòa đồng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế hơn mình, khuyến khích người khác làm việc thiện, lại khuyên giải, hướng thiện cho người có những ý định làm việc xấu. Nghe lời Phật dạy, tấm lòng thiện lương sẽ khiến cho chúng ta tự tỏa ra ánh sáng cát lành, có quý nhân đi theo hỗ trợ trên đường đời. Dân, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.